Ăn thực phẩm này giúp người ung thư khỏe mạnh. Nutrifucodan chứa hoạt chất fucodan nổi tiếng trên toàn cầu, là hoạt chất khắc tinh của tế bào ung thư đó bạn. Hoạt chất này chỉ có ở tàu nâu tại Nhật Bản. Tác dụng thứ nhất là nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên cho cơ thể, một yếu tố vô cùng cần thiết cho bệnh nhân ung thư. Tác dụng thứ hai là giúp hồi phục các mô bị tổn thương do tế bào ca hủy hoại, đồng thời lập trình lại các tế bào, giúp tế bào hoạt động theo đúng chu trình sinh ra và chết đi như tế bào bình thường. Từ đó, tế bào ca sẽ tự động biến mất. Thực tế, có rất nhiều người lầm tưởng Fucodan chỉ những người bị ca mới dùng. Nhưng đây lại là loại tảo có tác dụng chăm sóc sức khỏe tổng thể, giúp con người sống vui, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ. Minh chứng lớn nhất chính là việc người dân Nhật Bản luôn sử dụng Fucodan để chăm sóc sức khỏe, giúp tuổi thọ trung bình của họ luôn đứng ở mức cao nhất thế giới. Vì thế, bạn đừng để khi có bệnh mới chữa, hãy chủ động chăm sóc sức khỏe của mình với Fucodan, món quà vô giá của thiên nhiên mỗi ngày. Nutrifucodan với sự kết hợp từ Fucodan Mosuku Nhật Bản cùng beta-glucan, gạo lứt huyết rồng nảy mầm cùng các loại hạt mang đến bữa ăn dinh dưỡng. Bạn có thể ăn thay thế bữa sáng, bữa tối hoặc ăn vào các bữa ăn phụ, vừa giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng lại có thể phòng ngừa ung thư, đặc biệt hỗ trợ điều trị bệnh ca hiệu quả, ngăn ngừa ca tái phát. Nếu bạn cũng muốn bảo vệ sức khỏe hay hỗ trợ điều trị ca hiệu quả theo cách này, hãy nhắn tin hoặc để lại số điện thoại dưới clip này.